Xin chào quý vị các bạn. Trước đây có một số anh em có hỏi là tại sao mà cây của anh xấu như vậy mà lại dám mở kênh bonsai và làm vườn để chia sẻ làm cây. Thì mình có nói với anh em là khi nào mà đủ 10.000 người đăng ký ở cái kênh này á, thì mình sẽ giải đáp. Và đến tối hôm qua thì đạt 10.000 người đăng ký và hôm nay mình giữ lời hứa mình sẽ giải đáp cho anh em tại sao mà cây của mình xấu như thế này. Mà mình lại dám mở kênh để chia sẻ cách làm cây cho anh em. Và chắc chắn là có nhiều người ta không tin. Những ai mà xem video từ cái thời bắt đầu mở kênh đến giờ, hơn 100 video, thì chắc là anh em có thể là tin tưởng được. Nhưng mà với những người mới chẳng hạn, người ta mới xem một vài video, người ta thấy ôi cây nhìn trông thì nhìn giống như cóc ghẻ thế này, thì chắc chắn là ông này không biết làm. Cái thứ nhất là hiện nay còn những cái cây như thế này, đối với mình thấy nó cũng là cây xấu. Thế cây đẹp đâu hết rồi? Nói thật với anh em là thế này, trước đây mình cũng đã làm được một số cây, chứ không phải không. Đẹp là mức độ tạo hình thôi, chứ còn về độ già thì chưa. Thì có những anh em thích thì mình cũng chuyển nhượng, rồi cho tặng cũng có. Thế bây giờ nó còn là những cái cây như thế này. Và hiện tại ở trong cái số cây ở sân này cũng như ở vườn đây, thì chỉ có khoảng đâu ba bốn cây là đạt yêu cầu về tạo hình thôi. Đấy, nói thật với anh em đấy. Và mình cũng khẳng định với anh em luôn là ít người mà dám công nhận cây của mình xấu lắm. Nhất là những người bán cây, người ta biết cây xấu, cây lỗi nhưng mà người ta không nói. Vì nói ra thì bán cho người khác, người ta không mua. Hoặc là người ta nói cây xấu thì người ta sợ người khác chê và úi giời, làm cây mà xấu thế này, sợ bị chê mà. Và nói thật với anh em này, rất ít người dám công nhận cây của mình xấu. Cam đoan anh em, mình có cái cây mà người khác mà đến úi chê xấu quá, rồi thế này thế kia là anh em là bắt đầu là máu nó dồn lên não, rồi bắt đầu là lửa nó bốc lên đỉnh đầu, khó chịu lắm. Mà nhất là những người mà người ta làm cây để người ta bán ấy, thì cái cây người ta biết lỗi rõ ràng nhưng người ta không nói. Khách đến thì người ta vẫn chỉ là đẹp này đẹp kia, rồi có ai mà chỉ bỏ lỗi này lỗi kia thì người ta tìm cách người ta biện bạch, và mục đích của họ là người ta bán được cây, chỉ vậy thôi. Còn đối với tôi thì khác, cây nào mà tôi thấy ưng mắt, đạt yêu cầu về tạo hình, có thể là nó chưa già đạt yêu cầu tạo hình thì mình mới bán, mới chuyển cho người khác. Mà cây của mình mà chuyển nhượng hoặc là cho tặng thì toàn những người ở gần, toàn những người quanh quanh trong huyện với trong xã này thôi. Thế là vấn đề là như này, mình chuyển cho người ta cái cây mà nó đang mắc lỗi, thì cái người không biết, người ta về người ta chỉ thấy cái cành nào mà nó dài ra thì người ta cắt ngắn đi, nó để lại cái giữ lại cái ban đầu, thì cái cây đó cứ lỗi mãi, nó không khá lên được. Thế còn nếu mà anh em bạn bè mà mình tặng cho người ta một cái cây mà nó lại lỗi, thì cái người mà người ta biết ấy, người ta muốn sửa ấy, thì đôi khi người ta lại nể mặt mình, vì nó là món quà mà nó là tinh thần. Bây giờ người ta mà cắt phá đi, người ta làm lại thì người ta rất là nể. Thế nên là không sửa thì nó xấu, mà sửa thì nể cái người tặng, nên là cũng khó. Thế nên là cái phương án tốt nhất là mình cái cây nào mà được thì mình mới tặng, không thôi. Thế nên là còn lại những cái cây mà mình thấy nó đang xấu thì mình để lại để mình sửa. Và ở đây thì chỉ có một vài cây nó đạt yêu cầu tạo hình. Đây, lấy ví dụ như các bạn như cây này. Đây, ví dụ như cây này. Đây. Cây thì nó nhỏ thôi, nhưng mà nhìn nó giống một cây cổ thụ trong thiên nhiên. Đây các bạn cứ tưởng tượng đây. Đấy. Đây, các bạn có thể xem qua một chút. Đấy. Và cây này mình cũng đã tặng cho một người anh bạn, anh ấy hơn mình mấy tuổi và anh cũng thích cây. Mình làm được cây này thì mình tặng anh ấy rồi. Thế là anh về anh chơi Tết xong, bây giờ anh lại đem lên, anh lại nhờ chăm cho anh ấy. Đấy, thì cái cây mà đạt yêu cầu thì mình mới tặng. Đây là quà tặng. Đây, lấy một ví dụ thôi. Thế tiếp theo là câu hỏi đặt ra là tại sao mình thấy cây xấu, mình biết cây của mình xấu mà không sửa ngay mà cứ để nó xấu mãi như thế này? Đó. Thì lý do như thế này các bạn này. Công việc của mình chính á, để mà kiếm sống á, không phải là cái nghề trồng cây và làm cây để bán, mà mình làm việc khác. Và cái cường độ lao động rất cao. Nếu mà không phải mùa dịch thì không có dối như thế này đâu. Trước đây lao động là 6 ngày trên một tuần,
từ thứ hai đến thứ bảy, và hầu như là làm việc cả sáng cả chiều, có hôm làm cả ca tối nữa, rồi chủ nhật thì cũng tăng ca nữa, thế nên là cái thời gian rất là ít. Và cây cối ở nhà thì đi làm về thì tầm 5 giờ chiều, và nhiều khi làm việc ví dụ 5 giờ chiều về thì sở tắm rồi ăn cơm cái rồi lại làm ca tối, là thời gian nó rất là bí, và mình tranh thủ mình tưới được cái cây vậy là được rồi. Còn cái chỗ lỗi thì mình biết rồi, nên là mình nhiều khi tâm lý lại cứ bảo ừ thôi biết rồi thì để nó lúc nào sửa cũng được, thế nên là nó cứ kéo dài mãi là như vậy. Và có những cái cây ví dụ mình muốn sửa nó, mình sửa rễ hay các thứ, có khi là làm ế ải à lại mất vài tiếng đồng hồ, thế nên là mình mà buổi tối mà mình đã dỡ ra rồi thì phải làm cho nó xong, hay là buổi sáng dỡ ra làm cho nó xong, nhưng mà ban ngày thì mắc đi làm, thế nên là nó cũng bận nên là chưa khắc phục được. Và đợt này nghỉ dịch corona thì nghỉ dài thì mình sẽ tiếp tục mình chỉnh sửa những cái cây đang hiện tại đây, thì dần dần thì nó sẽ đẹp lên. Và đối với cây cảnh nó không giống như là làm non bộ các bạn ạ. Ví dụ làm non bộ mình biết mình lấy đá mình đắp 2 ngày 3 ngày mình xong một cái núi, nhưng mà đối với cây á, mình biết làm và mình làm cho nó xong, có khi mất 5 năm, 10 năm, 20 năm và rất nhiều công, rất nhiều thời gian. Ví dụ như này, bây giờ một người học vẽ, vẽ bức tranh đấy, sau khi người ta học xong, người ta về người ta có thể vẽ trong vòng một tuần được một bức tranh. Nhưng mà học làm cây khi biết làm rồi, mình về mình làm có khi là 3 năm chưa hoàn thành một cái cây. Đây các bạn thấy ở vườn tôi trồng rất nhiều đây mà 10 năm nay chưa xong cái gốc. Đây các bạn thấy đây. Đấy. Nó tùm như thế này. Đây là cây lấy ở Nam Định về để trồng đây. Đây các bạn thấy đấy. Từ 2010 đến giờ 10 năm trời không ít mà bây giờ cây nó đã tùm vậy. Các bạn thấy cái vườn cây nó như rừng luôn. Đấy. Thưa các bạn, có một câu hỏi đặt ra như thế này. Dựa vào đâu mà dám mở kênh bonsai và làm vườn để chia sẻ kiến thức về cây cảnh và làm vườn? Thì thưa các bạn là dựa vào cái kiến thức mình đã học được ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Thì lúc đầu á, là mình học làm cây ăn quả, trồng cây ăn quả các bạn ạ. Các cái kỹ thuật kiến thức rồi phân bón các thứ vân vân rất nhiều thứ. Sau đấy mình chuyển đến cây cảnh thì mình học ở Việt Nam. Đầu tiên là học sách vở này, xong đấy là ra Nam Định học. Rồi đi ra Hà Nội đi làm rồi đấy. Sau đấy thì học được một sư phụ bên Mỹ, người Mỹ gốc Việt. Thì sư phụ này biết được cả hai thứ tiếng, biết cả tiếng Việt và tiếng Anh. Và sư phụ có giao lưu với các nghệ nhân thế giới như là Robert Steven, rồi là nghệ nhân Kimura của Nhật. Rồi sư phụ đọc được cái tài liệu của cụ Jonaka của Nhật. Thì cụ Jonaka có cái hay đó là cụ ấy đi quan sát cây thiên nhiên. Sau đấy cụ ấy vẽ lại sau đấy cụ ấy tìm những cái nét đẹp trên cây thiên nhiên đấy để cụ tạo ra những cái tác phẩm cây cảnh, và sau này cái cây của cụ ấy nhìn nó rất tự nhiên và nó rất thật, tức là mình nhìn lên cái cây đó là nó giống một cây thiên nhiên chứ nó không giống cái cây nhân tạo. Và mình học làm cây từ 2009. 2009 thì có cái triển lãm Thanh Hóa. Mình rất thích cây, rất thích. Nhưng mà chưa có một tí kiến thức nào và không biết học từ đâu. Và mình mua rất nhiều sách, nếu ai mà xem cái video đầu tiên chọn cái video mà chọn sách cho người mới chơi đấy, mình có bày cho các bạn xem cái đống sách mà mình mua được đó. Mua rất nhiều để học. Học trong sách thì mình uốn được cây cơ bản, tức là cái dạng cây cây theo quy tắc các bạn. Rồi sau đấy thì mình xuống nhà vườn thành phố, một số là vườn Thanh Hóa, ở thành phố Thanh Hóa. Thì có những đợt hè mình nghỉ mình xuống đấy, thì thấy những cái đợt mà người ta uốn cây đấy, mình đến mình xem rồi mình học hỏi thêm. Và mình rất hay hỏi. Đấy, có những người nào dễ tính thì người ta trả lời, người ta nói, còn không người nào mà khó tính, mình thấy người ta khó tính người ta không trả lời thì mình thôi. Thế mình hỏi ví dụ anh ơi sao cái chỗ này mình lại làm này cái kia, thì có người ta giải thích cho mình. Rồi sau đấy là có gặp được một anh ở ngoài Nam Định, anh cũng rất giỏi về cây. Thì sau mình ra ngoài đấy đi làm cùng với anh rồi học hỏi thêm anh em ngoài đấy. Rồi sau đấy ra Hà Nội đi làm. Đến 2015 thì gặp được sư phụ bên Mỹ. Thì qua diễn đàn cây cảnh thôi, mình cũng ham học hỏi nên là sư phụ thấy thấy mình hiếu học, thấy mình thích học thì sư phụ dạy cho qua mạng thôi, mình cố gắng mình học. Và sau khoảng 10 năm chịu khó học hành, tức là từ 2009 đến 2019, thì năm ngoái là tháng 11 2019 là mình mở cái kênh này. Thì sau khoảng 10 năm học hỏi, mình thấy là cái kiến thức của mình có thể giúp được cho nhiều anh em.
Vì thực tế mình đi có nhiều người, người ta thích cây mà chưa biết làm. Thì mình cũng mong muốn là làm cái kênh này để chia sẻ kiến thức cho anh em, để anh em những ai mà chưa biết thì làm. Còn những ai mà biết rồi, những ai giỏi rồi thì có thể là xem tham khảo cho vui. Giống như giải trí, giao lưu. Đấy. Những ai mà theo dõi kênh từ đầu, từ những video ngày đầu đến giờ thì cũng thấy là có một cái lượng kiến thức tương đối nhiều. Thì anh em có thể tham khảo và học được. Và khi quyết định mở kênh thì nói thật các bạn là mình cũng rất là cẩn thận. Mình soạn ra một cái chương trình. Mình đã làm một cái video nội dung chương trình của kênh Bonsai và làm vườn đấy. Bạn nào xem thì thấy mình đã liệt kê cái nội dung, những nội dung mình cần làm trong cái kênh này để chia sẻ kiến thức cho anh em, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Và nếu anh em mà xem YouTube nhiều, nhiều kênh cây cảnh, cây cảnh bonsai đấy, thì tôi khẳng định với các bạn là hầu như rất ít, không có luôn, không có kênh nào mà lại đi liệt kê cái nội dung chương trình, toàn chương trình để chuẩn bị để làm trong cái kênh của mình. Các bạn cứ tìm xem có cái kênh nào mà người ta lại liệt kê chương trình như vậy không? Hầu như không. Cái người ta cứ thích là người ta đăng thôi. Rồi đa số là người ta đăng là người ta bán cây nè. Rồi người ta khoe cây, vân vân. Còn cái kênh mà để phổ biến kiến thức như tôi là cực kỳ ít. Đấy, cam đoan các bạn luôn. Và nói thật các bạn là nếu mà không có kiến thức thực sự thì làm video và làm về cây á, kênh nó sẽ bị chết yểu. Bởi vì ở Việt Nam mình cũng như thế giới có rất nhiều người giỏi. Và nếu mà mình mà cứ đăng lên rồi chia sẻ anh em, xui anh em làm vơ làm vẩn các thứ ấy, thì chắc chắn là gạch đá người ta tương cho mình là phải vài ô tô là mình có khi là chưa xây được nhà đã chết rồi. Và cây mình làm tính là lâu dài á, lâu dài mà để mà tính mà để bán lấy tiền á, thì những cái cây ở vườn này các bạn vừa mới thấy lúc nãy đó, những cây lớn á, còn những cái cây nhỏ nhỏ này này là lúc đầu là mình không chủ làm đâu. Cái lúc bắt đầu khởi đầu thì làm những cây nhỏ, rồi là làm vài năm nó cũng ra hình ra dáng, thì sau đấy thì cũng cho chuyển nhượng lung tung. Để đến sau cái lô cây này thì mình cũng vứt vãi mãi đến tầm nhà này làm 2016, thì đến hết 2016 xong thì đến 2017 bắt đầu mình với lấy ngoài vườn vào những cái cây mà mình lâu nay bỏ bê chả chăm sóc chú ý gì đấy, mình lấy ngoài vườn vào rồi bắt đầu mình xem xét để mình chỉnh sửa lại. Có những cây là lúc mình làm đã tay chân nó gần xong rồi, thế đi vắng, mắc công việc đi vắng ở nhà, có người nhà chả tưới nữa, nó chết cả cành trên, bây giờ lại làm lại từ phôi. Thế câu hỏi đặt ra nữa là cái cây hiện tại như thế này thì sẽ có cái hướng xử lý như thế nào? Đúng không ạ? Thế bây giờ cứ để xấu này mãi không được. Trong khi đó mình biết mà mình cứ để xấu này nhìn ngứa mắt lắm nhé. Anh em cứ thử nghĩ xem, mình nuôi có cái cành mồi thôi. Nay ra thấy, mai ra thấy, bữa kia ra thấy. Nó nằm bảy cành, nó lùm xùm, nó chỉa lên giống như là lông nhím. Nhìn là rất ngứa mắt. Mà mình phải cố mình chịu. Nhưng mà cái đấy là vì vấn đề là làm đẹp thì mình phải chấp nhận. Còn ở đây cây nó mắc lỗi thì mình phải sửa chứ, sao có để lỗi mãi được, đúng không ạ? Thế có người về hỏi này, mình biết cây xấu này sao không bán hết đi, không vứt hết đi, rồi mình mua cái gốc đẹp về mình làm. Thế thì thưa anh em là bây giờ mình thấy nó xấu này thì mình có cái hướng mình sửa được thì việc gì mình phải bán, việc gì mình phải vứt, đúng không? Mình cứ thế mình sửa thôi. Và đặc biệt là khi mình sửa này thì mình lấy cái cây này mình làm cái công cụ, giống như là cái tư liệu đó các bạn, để mình chia sẻ với các bạn luôn. Và trong quá trình sửa thì mình còn chỉ các bạn thấy là cây nó đi bị lỗi chỗ nào và mình sửa như thế nào để sau này các bạn đừng có mắc cái lỗi đấy, cũng như là ai mà mắc cái lỗi đấy thì mình có cách mình khắc phục. Và sau một thời gian mình khắc phục lỗi thì những cây nào mà nó mắc lỗi, nó hết lỗi rồi thì tự khắc nó đẹp thôi, đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là có một câu hỏi rất hay là tại sao không chờ đến khi mình khắc phục lỗi hết xong rồi mình hãy làm kênh bonsai và làm vườn để chia sẻ cho anh em. Khi đấy khán giả nhìn vào thì toàn cây đẹp, chả có ai ném đá nữa, chả có ai chê nữa, đúng không ạ? Thế thì như này, có những cây mình khắc phục được ngay, nhưng có những cây phải cắt chỗ này, cắt chỗ kia mình làm lại thì mất 5 năm, 10 năm nữa. Thế nếu mình mà chờ sau 5 năm, 10 năm nữa để cái cây của mình đây này nó đẹp đi rồi mình mới mở kênh ấy, thì trong 10 năm, ví dụ như là từ 2019, trong vòng thôi 5 năm đi, 2019 đến 2024 đi, trong vòng 5 năm đó, nếu như mình mở kênh mình chia sẻ kiến thức cho anh em thì nhiều người cũng đang trong tình trạng chưa biết làm hoặc là đang mắc lỗi về cây. Người ta khắc phục cây cho mình thì trong vòng 5 năm đó người ta khắc phục được rất nhiều. Và tương tự như vậy, mình khắc phục, người ta khắc phục và mình chia sẻ được kiến thức cho nhiều người thì những anh em chưa biết làm ấy, người ta sẽ có thông tin, có kiến thức để người ta làm cái cây cho người ta đẹp. Nếu mình chờ đến 2024 mình mới mở kênh thì cái cây của mình trong thời gian đó mình đang sửa, mình sửa được.
Nhưng mà có những người người ta chưa biết làm thì người ta lại mất 5 năm đó người ta không học được cái gì. Thì thôi thà rằng bây giờ mình cùng mình sửa này, rồi mình chia sẻ kiến thức với anh em. Thì anh em cũng làm được và mình cũng làm được, như vậy thì sẽ tốt hơn, rút ngắn được thời gian hơn. Thế câu hỏi đặt ra nữa là thế tại sao cây của mình xấu thì mình không đến cái vườn đẹp đó mình quay để cho anh em xem cây đẹp, việc gì mình phải cho anh em xem cây xấu này, đúng không ạ? Thế thưa các bạn này, nói đến cây đẹp ấy, là cây hoàn thiện rồi. Mà cây hoàn thiện rồi thì các bạn chỉ có ngắm thôi. Nếu ngắm thì có rất nhiều video liên quan đến triển lãm các thứ này, các bạn có thể ngắm được rất nhiều. Còn bây giờ những các cái cây mà hoàn thiện rồi, bây giờ chỉ có cắt lá không thì các bạn chả học được cái gì cả. Các đó các bạn chả học được đâu. Các bạn chỉ có nhìn không thì chả học được cái gì. Thì bây giờ chẳng hạn như đến người ta cắt lá thì mình về mình cắt lá thì cây của mình nó có gì đâu cắt. Nó đang lối lung tung, cắt có cái lá không. Và trong tương lai thì khi nào mà tôi về thành phố, đến những cái vườn cây đẹp tôi sẽ quay phim và chia sẻ với các bạn để các bạn ngắm chơi. Và trong lúc quay phim thì tôi có thể chia sẻ với các bạn xem là các cái dáng thế rồi các cái hình ảnh nó tượng trưng những cái gì để anh em tham khảo thêm. Giống như là các cái bản phác thảo mà tôi phác thảo cho các bạn xem về tiểu cảnh, về cái cây đấy các bạn. Và một lý do nữa mình muốn quay cái cây của mình là như thế này. Muốn chia sẻ kiến thức cho người khác làm cây thì phải dùng cây đang tạo dựng và đang sửa. Nếu như cái cây đó mà sửa xong rồi, ví dụ như cái cây cái sung tôi vừa cho các bạn xem đây. Bây giờ chỉ có nó dài dài cắt ngắn, dài ra cắt ngắn thì đâu có cái gì đâu mà học. Và để chia sẻ kiến thức về làm cây thì tốt nhất là mình phải dùng cây đang tạo dựng này. Có thể là một cái gốc phôi, nó chưa có gì cả, nó cái gốc không thôi. Có thể là một cái cây nó bị lỗi, mình cần sửa. Có thể là một cái cây xấu, mình sửa cho nó đẹp lên. Thì bắt buộc mình phải dùng những cái cây mà nó đang xấu, nó đang từ bắt đầu đang làm rồi. Chứ nếu mà mình cứ dùng cái cây hoàn thiện rồi thì cái cây đẹp rồi thì chỉ có khoe cây thôi, chứ đâu có chia sẻ kiến thức cho anh em về cách làm được đâu. Một cái câu hỏi cũng rất hay, cũng là câu hỏi cuối cùng. Đó là cái nội dung gì mà mình cảm thấy tâm đắc nhất, thú vị nhất và thích nhất trong cái vấn đề làm cây cảnh? Thì đó chính là cái vấn đề sáng tạo tác phẩm các bạn ạ. Phần này là phần cực kỳ thú vị, nhưng mà chúng ta cần phải học một cái lượng kiến thức nhất định chúng ta mới làm được. Giống như các bạn đã xem một vài cái bản phác thảo mà tôi đã làm đấy. Ví dụ như từ một cái cây dâu mà nó giống như cái điếu cày, mình phác thảo ra cái tác phẩm giữa dòng để tương lai mình làm. Hay là từ một cái phôi sung, mình tạo ra tác phẩm bên suối. Và một số cái bản phác thảo mà tôi đã phác thảo cho các bạn xem đấy. Và để đạt như vậy thì không phải một sớm một chiều đâu các bạn, mình phải học nhiều. Và khuyên các bạn đó là các bạn mà muốn làm cây thiên nhiên á, thì các bạn nên quan sát cây ngoài thiên nhiên, các cái cây cổ thụ, các cái cây đẹp. Và mình lấy những cái nét đẹp của nó để mình áp dụng cái cây cảnh của mình. Và nói thật với anh em là nhiều người người ta ngại cái vấn đề này lắm. Người ta cứ muốn là ăn xổn và cuối cùng là cái cây mình mồm thì nói là tạo cái thiên nhiên, nhưng mà cây thì bé vòng như con lươn á. Như con lươn nó được cái ngoằn 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 này, nó có đúng đâu mà. Nó không thật. Trong tương lai tôi sẽ làm video chia sẻ với các bạn về các bước để làm một tác phẩm cây cảnh cũng như là tiểu cảnh, để các bạn có thể làm được cho mình các tác phẩm đẹp và ý nghĩa. Và hy vọng qua cái video này các bạn đã phần nào chấp nhận được cái lý do tại sao mà cây của mình nó xấu như thế này mà mình lại ra mình đi chia sẻ với các bạn làm cây, cũng như là tại sao cái mình biết mình có kiến thức rồi mà lại cây nó lại vẫn còn xấu như thế này. Thì vừa rồi mình vừa giải đáp cho các bạn hiểu được lý do. Và cũng mong anh em qua cái video này có ném đá được ném nhẹ nhẹ thôi, không tôi vỡ đầu đến mai kia thì lại không làm video để chia sẻ với các bạn được. Thế thôi, cũng nhân cái thông tin vui đó là hơn 10.000 lượt đăng ký thì mình có cái video để chia sẻ với các bạn, để trải tấm lòng với các bạn. Chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.